nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Tịnh đức chứng minh cung kính ngưỡng bái bạch trên ni sư trụ trì chùa tương mai Hà Nội kính gửi lời chào lời chúc sức khỏe trí tuệ an lạc và hoan hỷ tới đại chúng nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý Phật tử thân mến à, cũng khá lâu rồi thì à, chúng ta mới gặp lại trong buổi pháp đàm tại chùa tương mai từ lễ Phật đản là rằm tháng Tư đúng không quý Phật tử bây giờ đã là Vu Lan rồi tức là ba tháng rồi chúng ta mới có nhân duyên gặp lại à, tuy nhiên thì cái thành vẫn theo dõi từ xa qua trang mạng xã hội thì tới đạo tràng chúng ta vẫn hết sức tinh tấn tu tập đặc biệt vừa rồi là có tổ chức đại lễ Vu Lan đúng không ạ số lượng người về rất là đông à, được à, hòa thượng trưởng ban hoàng pháp trung ương và quý thầy về chứng minh và cử hành nghi lễ cho chúng ta thì quý phật tử biết là chùa tương mai của chúng ta cực kỳ có phước đấy để các vị tôn túc mà sắp xếp được thời gian trong mùa an cư kiết hạ về không chỉ giảng mà còn đứng ra tổ chức lễ vu lan cho chùa mình nữa thì đây là một cái nhân duyên một cái phước báo rất là lớn nên rất mong quý phải tự nhìn vào điều này lấy đó làm động lực để chúng ta tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa. Bây giờ đã là tháng 7 âm lịch rồi, chúng ta còn khoảng mấy tháng nữa là hết năm nhỉ? Mấy tháng nữa nhỉ? 6 tháng nữa đúng không là chúng ta kết thúc năm Giáp Thìn rồi. Và hy vọng à, 6 tháng còn lại của năm Giáp Thìn chúng ta sẽ tu tu tập rất là minh mật. Rất là minh mật. Tối thứ ba tuần nào cũng về chùa tu tập cả. Những buổi lễ sám hối cũng về chùa tu tập rồi đặc biệt có những cái khóa tu đó Một ngày an lạc Hay là khóa tu bác quan trai giới Thì quý Phật tử ráng sắp xếp thời gian để về chùa Tinh tấn tu tập Có có phước báo và khai mở trí tuệ Đồng ý không quý Phật tử <laughs> Hôm nay cái tình xin được quay lại Thời giảng Pháp sau 3 tháng ra đây thì cái tình xin được chia sẻ đến toàn thể nam nữ quý Phật tử một đề tài pháp thoại đề tài pháp thoại này là tổng kết những cái bài cái tần đã từng giảng ở chùa tương mai và sau khi tổng kết thì chúng ta sẽ mở ra những bài học mới trong tháng tiếp theo tháng tiếp theo hình như cũng đã có lịch rồi quý phật tử ạ từ đây đến chiến cuối năm cái tần vẫn có dạng 5 đến 6 buổi ở trong chùa nữa thì hôm nay chúng ta tổng kết lại những gì mình đã học qua một bài kinh a hàm sau đó lấy những gì mà chúng ta đã học được tổng kết, đúc kết, phân tích, đối chiếu để chúng ta mở ra một cái chặng đường tu tập thật là rõ ràng, thật là minh mật từ đây cho đến cuối năm và để cuối cả cả cuộc đời của mình. Nên hôm nay cái Tần rất là vui được gặp lại toàn thể quý Phật tử và cho phép cái Tần xin được chia sẻ đến toàn thể năm nữ quý Phật tử đề tài pháp thoại đó là thiết lập và phát triển chánh kiến kính mời đại chúng cùng lắng nghe nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Kính thưa quý Phật tử thân mến, nếu ai có hỏi, vậy đâu được xem là nền tảng của toàn bộ giáo Pháp mà Đức Phật đã truyền dạy? Thì chúng ta là người đệ tử Phật, mình trả lời câu hỏi này là như thế nào? Cái thành nhắc lại nhé, mình tu học bao nhiêu lâu, nghe Pháp rất nhiều vị, đọc kinh, đọc kệ cũng khá là nhiều rồi. Vậy nếu ai có hỏi đâu được xem là nền tảng của toàn bộ giáo pháp mà đức thế tôn của chúng ta đã truyền dạy lại. Thì chúng ta trả lời, đó chính là con đường con đường bát chánh cho một tràng pháo tay thật to. <laughs> Nên điều đầu tiên thầy trò huynh đệ chúng ta khẳng định với nhau rằng bát chánh đạo chính là nền tảng quan trọng của toàn bộ giáo pháp mà đức thế tôn đã đã truyền dạy lại cho chúng ta và trong bát chánh đạo thì xin thưa quý vị tử chánh gì được xếp đầu tiên chánh gì chính xác đó là chánh kiến đúng không ạ chánh kiến là yếu tố đầu tiên là yếu tố cơ bản nhất là cửa ngõ dẫn dắt chúng ta đi trên lộ trình giải thoát và và giác ngộ nên hôm nay chúng ta sẽ nói yếu tố này trước Để cái tình sẽ xem xét từ đây đến cuối năm Để xem còn bao nhiêu buổi giảng ở đây nữa Sẽ giảng xuyên suốt hết Tám yếu tố bác chánh đạo Tại vì điều này cái tình cũng đã hứa với đạo tràng tương mai của chúng ta 3 năm rồi Mà chưa thực hiện được Nhưng hôm nay chúng ta phải học cái yếu tố đầu tiên trước nhé Sau đó chúng ta sẽ học kỹ hơn về từng chi phần một trong bác chánh đạo Chúng ta nhắc lại Nền tảng quan trọng nhất của toàn bộ giáo pháp mà Tế Tôn đã truyền dạy đó chính là bát chánh đạo. Và trong bát chánh đạo, chánh kiến là yếu tố đầu tiên cơ bản nhất là cửa ngõ dẫn dắt chúng ta đi trên con đường giải thoát và và giác ngộ. Tuy nhiên, quý vị tử biết đó, ngay cả trong thời Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều vị thánh tăng nhưng vẫn có một số một số ít thôi chứ không nhiều. Vẫn có một số ít tỳ kheo nhận thức sai lầm về chánh pháp mà xin thưa quý vị tử nhận thức sai lầm về chánh pháp gọi là chánh kiến hay là tà kiến. Tà kiến, nhưng may sao ở đó vào thời đó có đức Phật đúng không ạ? Nên nếu có một vị tỳ kheo nào đó nhận thức sai lầm về chánh pháp thì nhờ đức Phật chỉ dạy nghiêm khắc thì các vị này đã chấn chỉnh và quay trở lại con đường đúng đắn con đường chánh kiến chánh đạo còn đến ngày nay chúng ta cách phật đã lâu và và xa hơn 26 thế kỷ rồi quý phật tử ạ thì quý phật tử xem thời nay mình không còn phật tại thế cái số lượng thánh tăng ít hơn hay là nhiều hơn thời đức phật thánh tăng của thời nay ít hơn hay nhiều hơn thời Đức Phật Chắc chắn một điều là là ít hơn rồi Nên mình xa Phật đã lâu không còn Phật tại thế Số lượng thánh tăng ngày càng ít đi Đó là việc thứ nhất Việc thứ hai Cùng với số đó xin thưa quý Phật tử Cái sự diễn giải kinh Pháp Thì nhiều người Họ diễn giải kinh pháp theo cái tư kiến cá nhân chủ quan của mình ngày càng tăng Khiến cho nhiều người khi bước vào đạo Giữa mênh mông những cái chánh pháp Thì họ như thế nào cái bất tử Họ nghe người này giảng kiểu này Họ nghe người khác giảng kiểu kia Mà người hiểu đạo thì còn đỡ Còn đây họ mới sơ cơ bước vào đạo Cùng chung một vấn đề thôi Cùng chung một cái câu hỏi thôi Nhưng có rất nhiều những quan điểm khác nhau Và có thể nói Những người sơ cơ như vậy và vì tình hình như vậy nên nhiều người đã dần lạc lối trong cái rừng giáo pháp mỗi người nói một cách mỗi người gõ một phật và khiến cho người mới học đạo thì xin thưa quý vị tử khó phân định hay là dễ phân định đúng sai rất khó phân định đúng sai vì vậy hơn lúc nào hết chúng ta là một người đệ tử phật biết tu tập thì điều cốt tủy cực kỳ quan trọng Đó là chúng ta phải bám sát những lời dạy của Đức Phật Được bảo tồn trong tam tạng thánh điển Để làm gì quý Phật tử? Để mình phải thiết lập được và phải nêu cao được chánh kiến Tại chúng ta nói mà Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật là bác chánh đạo Là cốt tủy, là nền tảng, là căn bản và khởi đầu của bác chánh đạo cái chi phần đầu tiên của bác chánh đạo đó chính là gì chánh kiến mà nếu chánh kiến mình không thiết lập được thì xin thưa quý phật tử con đường tu của chúng ta có trong trên không quý phật tử rất trong trên và có dễ sai lầm không quý phật tử rất dễ sai lầm nên bây giờ chúng ta cần phải bám sát những lời dạy của đức phật con được bảo tồn ở đâu trong kinh tạng để giúp cho bản thân của mình và giúp cho tất cả những ai có duyên, một phải thiết lập được chánh kiến, hai phải nêu cao được chánh kiến thì đường tu chúng ta mới chắc chắn, kết quả tu mới có được những kết quả viên mãn trong sự tu tập, tăng trưởng được phước đức, khai mở được được tâm linh đồng ý không quý Phật tử. <laughs> Nên hôm nay chúng ta chỉ nói và đặt ra hai vấn đề, rồi giải quyết hai vấn đề thôi. Nãy giờ chúng ta nói nhắc lại nhé Nền tảng toàn bộ giáo pháp của Thế Tôn đó chính là Bác Chánh Đạo Đúng không ạ? À? Chi phần đầu tiên trong Bác Chánh Đạo đó là gì? Đó là Chánh Chánh kiến Đúng không ạ? À? Là cơ bản nhất Là yếu tố đầu tiên nhất Là cửa ngọ dẫn dắt chúng ta Bước trên con đường giải thoát và Và giác ngộ Tuy nhiên cách Phật đã lâu và Và xa Mỗi người thì xin thưa trong thời đại này chúng ta bước vào đạo Thì có rất nhiều, rất nhiều những cái cách dạy khác nhau Mỗi người thì mỗi, mỗi cách khác nhau Và đặc biệt có rất nhiều người Rất nhiều người khi mà họ diễn giải kinh pháp Họ giảng pháp đó Thì theo cái tư kiến chủ quan cá nhân của mình mà đã nói là tư kiến chủ quan cá nhân thì một người sẽ một vẻ rất khó để phân định đâu là đúng đâu là sai đâu là chánh đâu là là tà vậy chúng ta cần phải cần phải thiết lập được phải nêu cao được tinh thần chánh kiến và để làm được điều này hôm nay chúng ta sẽ nhắc đến hai vấn đề hai câu hỏi và giải quyết được hai câu hỏi này thì chúng ta sẽ ổn định hơn một, chúng ta cần phải xác định thế nào được xem là chánh kiến. Câu hỏi số 2, khi biết thế nào là chánh kiến rồi, vậy có cách nào để mình thiết lập được chánh kiến hay là không? Đó là nội dung của bài giảng buổi tối ngày hôm nay. Đồng ý không quý Phật tử? Bây giờ chúng ta sẽ đến với vấn đề đầu tiên, đó là phải xác định được chánh kiến là gì? không xác định được chánh kiến là gì thì đường tu của chúng ta y như tu mù vậy đó quý Phật tử ạ. À. Chánh kiến như là một bản đồ của sự tu tập. Từ nhà cho đến chùa tương mai, nếu chúng ta không có nắm được cái bản đồ không biết được đường đi và cũng không ai biết được đường đi thì mình có tới được đây không quý Phật tử? Không bao giờ có thể tới được. Đó chỉ là cái con đường hình thức bên ngoài Đó chỉ là con đường vật lý thôi đó Mà không có bản đồ trong tay Không có ai chỉ đường Mình không nắm được con đường Thì đã khó có thể tới được đây rồi Mà con đường tu tập Là con đường như thế nào quý vị tử Giác ngộ lia mê Tức là mình đang là một chúng sinh mê lầm Bị chi phối bởi phiền não tham Sân và si Thì mình tu tập làm sao Để làm sao để bứng gốc được ham sân si hướng về giải thoát và giác ngộ tức là giác ngộ và lìa lìa mẹ mình tu là từ một chúng sinh phàm phu để bước lên một vị trí thánh quả trong đạo Phật mà thánh quả trong đạo Phật gồm có tứ quả sa môn thứ nhất sơ quả tu đà hoàng nhị quả tư đà hàm tam quả a na hàm tứ quả a la hán Vậy cái con đường tâm linh từ một chúng sinh phàm phu tu tập để trở thành một vị thánh giải thoát và giác ngộ, con đường đó lâu và xa lắm quý Phật tử Không tính ngày, không tính tháng, không tính năm đâu, mà tính nhiều kiếp đấy. Và cái con đường tâm linh đó nó dài như vậy, nó lâu như vậy, nó xa như vậy, nó phức tạp như vậy và nó vô hình, vô tướng mà mình không thiết lập được chánh kiến tức là không nắm được cái bản đồ của sự tu tập nên nhiều lúc có khả năng mình đi chùa 30 năm vẫn không có kết quả gì tốt đẹp tại vì đâu có nắm được bản đồ thậm chí đi sai đường rồi Ở ngoài đời quý vị tử có nghe cái câu là sai một ly đi một dặm không quý phật tử có mà nếu trong cuộc đời này trong sự tu tập tâm linh đó sai một ly không phải đi một dặm mà mất luôn cả kiếp người nên một lần đức phật đã đưa ra một ví dụ kinh điển. Đức Phật lấy một ít đất để trên cái móng tay của ngài. Đức Phật mới hỏi: "Này chư vị Tỳ kheo, đất trên móng tay của ta và đất trên quả địa cầu này cái nào nhiều hơn?" Chư vị Tỳ kheo mới trả lời: "Kính bạch Đức Thế Tôn, đất trên móng tay của Thế Tôn rất là ít có thể cân đo đong đếm ước lượng được." Nhưng đất trên quả địa cầu này thì không có bất cứ một phép tính nào có thể cân, đo, đông, đếm, ước lượng được. Đức Phật lại nói đúng vậy. Những chúng sinh đang làm người nhưng sau khi thân hoại mạng chung có đầy đủ nhân duyên và phước báo tái sinh lại làm người ít như đất trên tay của ta. Còn những chúng sinh đang làm người sau khi thanh hoại mạng chung Bị đọa la xuống những cảnh Giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ Xuất sanh và Atula Nhiều như đất trên quả địa cầu này Bởi vì sao? Bởi vì mình không có bản đồ trong tay Không nắm rõ được Cái lộ trình của sự tu tập Thậm chí mình mang danh là đệ tử Phật Đấy quý Phật tử ạ à. Khoác lên mình Một cái màu áo của Phật giáo đấy Mình đi tu bao nhiêu năm đấy Quý Phật tử Đi từ chùa này đến chùa khác nghe giảng Vị tay này đến nghe giảng Vị tay khác tụng từ bộ kinh này đến bộ kinh khác Nhưng nếu có nghe giảng Có tụng kinh Mà không nắm được cái lộ trình của sự tu tập bác chánh đạo Không nắm được Không thiết lập được Không củng cố được Không nêu cao được cái chánh kiến Thì giống như tu mà tu mù Giống như đi từ chỗ này sang chỗ khác Mà hoàn toàn không biết đường Nên Nói gì thì nói Dù tu pháp môn nào Dù tu ở chùa nào Dù tu ở đất nước nào Có thể khác nhau về một số phương diện Nhưng cốt tủy của sự tu tập là phải giống nhau Đó là phải có giới, có định, có tuệ Đó là phải đi trên lộ trình bác chánh đạo Và phải thiết lập được, nêu cao được Chánh kiến đồng ý không quý Phật tử nên nếu bây giờ ai hỏi chúng ta chánh kiến là gì, mình không trả lời được thế nào là chánh kiến, thì chúng ta nên đặt một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn trong sự tu tập của mình đấy. Tu bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm, tóc đã phai màu, áo cũng đã sờn vai đúng không ạ? À? Nhưng bây giờ hỏi chánh kiến là gì, nói dạ không biết. Hoặc là trả lời lơ tơ mơ Thì chúng ta thấy bao nhiêu năm qua mình đi tu như thế nào Có đã đi đúng đường chưa Nên hôm nay lại một lần nữa Lại một lần nữa Chúng ta cần phải thiết lập lại Chúng ta cần phải xây dựng lại và xác định lại thế nào là chánh kiến Để xem mình tu đúng hay là là không đồng ý không quý Phật tử Vậy trả lời luôn nhé kẻo không có thời gian nhiều chánh kiến là gì chánh kiến là một trong những chi phần của bác chánh đạo đúng không mình phải điểm mặt chỉ tên trước ai hỏi chánh kiến là gì nó dạ chánh kiến là một trong tám chi phần của bác chánh đạo mà bác chánh đạo thì thuộc vào vào đạo đế đạo đế thì nằm ở đâu tứ diệu đế phải tự hiểu không Ví dụ ai hỏi chùa Tương Mai ở đâu Thì mình nói Dạ chùa Tương Mai nằm trên đường Trương Định Rồi đường Trương Định này Thuộc phương gì Tương Mai Rồi thuộc quận gì Hoàng Mai Rồi thuộc thành phố gì Hà Nội nên có nhiều chùa cũng là chùa tương mai nha Cũng là chùa linh ứng nó quý Phật tử à, Nhưng linh ứng ở Đà Nẵng nó khác Đúng không ạ? À? Một chùa linh ứng ở trong Lâm Đồng nó khác Mà nghe nói chùa tương mai linh ứng Và phải xác định rõ nằm trên đường gì? Trường Định Mà quận phải rõ, phương phải rõ, thành phố phải rõ Thì bây giờ mình hỏi chánh kiến là gì? Là phải chỉ rõ Chánh kiến là một trong tám chi phần ở trong bác chánh đạo mà bác chánh đạo thì thuộc ở đạo đế mà đạo đế thì nằm ở trong tứ diệu đế phải xác định rõ ràng đó là điều đầu tiên chúng ta cần phải nắm phải rõ đồng ý không quý Phật tử số 2 chánh kiến đóng vai trò cực kỳ quan trọng chánh kiến đóng vai trò nền tảng trong việc tu tập và hành đạo của một người đệ tử Phật nên nếu ai không xác định được chánh kiến, không thiết lập được chánh kiến, không xây dựng được chánh kiến, không nêu cao được chánh kiến, thì xin thưa quý Phật tử, cái việc tu tập và hành đạo của một người Phật tử có ổn không, quý Phật tử? Hoàn toàn không ổn, nó trông trên lắm. Tu hôm nay người này chỉ tu như vậy là tu theo. Ngày mai người khác chỉ tu như vậy mới đúng Thế là bỏ bên kia Rồi ngày mốt gặp người khác nói tu như vậy mới đúng Chúng ta lại bỏ chỗ này qua chỗ khác Vì sao không có chánh kiến Còn khi mình có chánh kiến rồi Chúng ta có thể đi học đạo chỗ này Đi học đạo chỗ kia Nhưng trong quá trình học đạo Nó làm sáng lên cái tư duy Cái trí tuệ của mình Chứ không phải làm mình mê mờ Còn mình không có chánh kiến đó Thì xin thưa Giống như ở đây, chúng ta không biết chủ Tương Mai đâu, nghe người ta nói Đi đường này mới đúng Tới đành xanh đành đỏ, người ta không phải, đi xa rồi Phải quần lại ngã tư kia, quẹo tay trái Rồi tới ngã tư kia, nó không phải Phải đi ngược lại Cuối cùng mãi mãi không bao giờ tới được Địa điểm của chủ Tương Mai Nên quý Phật tử thấy chánh kiến Có quan trọng không ạ? Cực kỳ quan trọng Mà mình là đệ tử Phật Không nắm được chánh kiến, nguy hiểm lắm quý Phật tử nên việc học tập việc hành đạo của người đệ tử Phật phải lấy chánh kiến là nền tảng đồng ý không quý Phật tử. <laughs> Những yếu tố căn bản của chánh kiến thì gồm có một số yếu tố sau đây. 1 2 3 4 5 Năm yếu tố căn bản như quý Phật tử nói thì nhiều lắm nhưng chúng ta sẽ có năm yếu tố căn bản năm yếu tố căn bản và mỗi yếu tố ở đây xin thưa quý Phật tử cũng có nhiều tầng nghĩa sâu xa khác nhau. Hôm nay chúng ta nói về lý thuyết thôi. Lý thuyết nhưng khi giảng thì quý Phật tử mỗi người sẽ có khả năng thấu hiểu khác nhau. Rồi chúng ta phải thực hành, khi càng thực hành thì mình mới thấy rõ được chân kiến. Còn hôm nay nếu mà cố gắng hết, chúng ta chỉ hiểu được chánh kiến thôi. Còn sau khi hiểu rồi mình phải làm gì quý Phật tử? Tư duy và thực hành. Nên trí tuệ của một người tu học gồm có văn tuệ, gồm có tư tuệ và gồm có tu tuệ. Hôm nay chúng ta nghe và tư duy rồi sau đó phải ứng dụng trong trong cuộc sống của mình. Những yếu tố sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Và khi nắm được những cái yếu tố này thì xin thưa quý vị tử, chúng ta sẽ thiết lập được chánh kiến. Chúng ta sẽ nêu cao được chánh kiến và cũng có nghĩa chúng ta sẽ không bị lạc vào tà kiến. Yếu tố thứ nhất đó là phải tin hiểu nhân quả nghiệp báo. Phải tin hiểu nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo là một trong những nguyên lý cơ bản trong giáo lý của Phật giáo. Và khi mình hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về nghiệp báo rồi thì sẽ giúp chúng ta, giúp chúng ta, giúp chúng ta nhận ra rằng mọi hành vi, lời nói thậm chí là ý nghĩ của mình đều mang lại một kết quả tương ứng. Và điều này sẽ khuyến khích cho người đệ tử Phật làm những hành động thiện nói những lời nói đẹp và suy nghĩ những điều tốt đẹp tránh xa những điều bất thiện. Còn nếu chúng ta không tin, không hiểu được nhân quả và nghiệp báo thì xin thưa chúng ta rất dễ rất dễ trở thành đồng lõa của cái ác, đồng lõa của cái xấu và làm điều ác, làm điều xấu không sợ, tại vì sao? Không tin nhân quả. Không biết nhân quả. Còn khi mình tin rồi, mình hiểu rồi, và đặc biệt hiểu cực kỳ sâu sắc về nhân quả Biết được rằng hôm nay mình làm cái này Có những hành động này Có những lời nói này Và thậm chí có những suy nghĩ không ai biết Nhưng hỡi ơi Hành động đó Ý nghĩa đó Lời nói đó sẽ tạo ra một kết quả tương ứng Mà kết quả đó ai nhận Mình nhận Nên trong kinh tăng chi bộ Đức Phật đã nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp là kết quả của nghiệp là thai tạng tứ tứ nghiệp chính những lời nói hành động ý nghĩ việc làm của chúng ta trong quá khứ nó tạo ra chúng ta thân phận hoàn cảnh môi trường sống của mình trong hiện tại trong hiện tại còn có hành động mới việc làm mới lời nói mới ý nghĩa mới chính những hành động tạo tác chính những lời nói, việc làm, chính những ý nghĩ đó Nó sẽ kiến tạo chúng ta môi trường và hoàn cảnh của mình trong tương lai Là người đệ tử Phật Đó là yếu tố đầu tiên cần phải nắm để thiết lập và nêu cao Chánh kiến, đồng ý, không quý Phật tử <laughs> Chúng ta định nghĩa sơ sơ nhé Khi nào có thời gian chúng ta sẽ có một bài riêng Nhân, quả và nghiệp Nhân là gì quý Phật tử? nhân là gì? Nhân là nguyên nhân. Là các hành động, là các lời nói, là các suy nghĩ mà chúng ta thực hiện. Quả là gì? Quả là kết quả từ những hành động, việc làm, lời nói, ý nghĩ của chúng ta mang mang lại. Vậy xin hỏi quý vị tự giàu hay là nghèo, sang hay là hèn, đẹp hay là xấu? thành công hay là thất bại Xin thưa do ai tạo ra Do ai quyết định Do ai Do chính mình Không có bất cứ một thần linh nào Có quyền ban phước giáng hòa Không có bất cứ một vị thượng đế nào Có thể sắp xếp được đời sống của mình Mà mình phải hiểu được rằng Mình phải chịu trách nhiệm Với chính cuộc đời của mình Cụ thể hơn Mình phải chịu trách nhiệm với từng lời nói Việc làm, hành động và cả những suy nghĩ của mình, tại vì chính cái lời nói, việc làm, hành động, suy nghĩ của mình nó kiến tạo nên số phận của mình đấy, được không quý Phật tử? Được không? Vậy kể từ bây giờ cho đến về sau, lỡ gặp một điều gì đó xui xẻo thì mình có kêu trời ơi nữa không? Chắc không. Chắc đặc biệt mấy hôm nay trời hay sấm sét, bớt kêu lại nha nên bây giờ mà khổ quá đừng có kêu trời ơi từ xưa mình nghĩ khổ trời ơi tại sao ông trời lại lại đối xử với con như vậy tại sao lại bất công như vậy chúng ta đã từng nói câu này chưa có rồi nhưng bây giờ hiểu đạo có nói như vậy nữa không không phải do cuộc đời bất công không phải do ông trời ghét mình nên ông mới giáng họa cho mình cũng vậy từ đây về sau gặp nỗi khổ, niềm đau, những sự oan trái trong cuộc đời Mình có đổ thừa do chồng mình không? Do vợ mình không? Do ba, do mẹ, do con mình không? Do người này, do người khác không? Mà do ai? À do mình Mình phải đặt ra câu hỏi này Tại sao người kia không bị? Tại sao người nọ không bị? Mà mình lại bị? Tại vì Chính những điều mình đã gây tạo trong quá khứ Đến lúc đầy đủ nhân duyên rồi Mình phải lãnh tất cả những hậu quả đó Nên khi hiểu được nhân quả rồi Chúng ta sẽ có một thái độ hết sức tích cực Có điều gì đến Sẵn sàng nhận lỗi Biết lỗi Có tàm Có quý Và sửa lại những điều gì Mình đã sai để không phải Tiếp tục nhận những hậu quả đau đớn về sau nữa Được không quý Phật tử ở đây quý Phật tự đã từng xem một số bộ phim ở Trung Quốc đấy Đặc biệt là có bộ phim Bao Công đó Thì có nhiều cái tình tiết đó là oan oan tương báo bao giờ mới ngưng đó. Quý Phật tự hiểu câu này không? Dạ Tức là mình làm điều này sai Sau đó trổ ra quả báo với mình Nhưng mình không biết nhân quả Sau đó mình than thân, mình trách phận, mình đổ thừa cho hoàn cảnh vào Mình tìm cách trả thù người kia sau khi mình trả thù được người kia, người kia lại trả những cái nghiệp do họ tạo ra. Và trong lúc người đó trả những cái nghiệp của họ tạo ra, họ lại tiếp tục than thanh trách phận đổ thừa hoàn cảnh và tìm cách trả thù lại mình. Rồi mình nhận lại những cái điều đó, mình lại tìm cách trả thù ngược lại và trả thù từ kiếp này sang kiếp khác. Nên nhiều lúc oan trái của thời cha mẹ tạo, đến lúc có một số trường hợp con cái sau này họ không biết yêu nhau nhưng do bố mẹ không chấp nhận cuối cùng gây ra những sự oan trái tiếp dài về sau. Đó là vì sao? Vì không hiểu được nhân quả, không tin nhân quả, không ứng dụng được nhân quả trong cuộc sống này. Còn khi chúng ta tin được nhân quả, hiểu đúng nhân quả rồi, xin thưa quý vị tử, dù có một điều gì đó xấu nhất có thể xảy ra với mình, thì mình chỉ trả đúng cái nghiệp đó thôi, chứ không tạo thêm nghiệp mới nữa. Không còn oan oan tương báo nữa Đồng ý không quý Phật tử Đồng ý không nên nhân là nguyên nhân Là các hành động của mình Lời nói của mình và suy Suy nghĩ của mình Quả là kết quả từ những hành động Việc làm lời nói và ý nghĩ của mình Vậy nghiệp là gì quý Phật tử? Nghiệp là gì? Thường thường Mình hiểu nghiệp chỉ trên một phương diện thôi Mình nghe nói Ô người này nặng nghiệp lắm thì cái chữ nghiệp nó mang tính tiêu cực hay tích cực tiêu cực đúng không ạ à? ô nghiệp mà là nghe từ đó mình nghe nói tiêu cực hay tích cực tiêu cực nhưng nếu chuẩn xác đúng theo lời Đức Phật dạy thì nghiệp nó mang cả hai phương diện đó là gì là tổng hợp các hành động các lời nói việc làm ý nghĩ bất thiện của chúng ta và kể cả những lời nói hành động việc làm thiện của của chúng ta nên nghiệp ở đây gồm có hai nghiệp đó là thiện nghiệp và và ác nghiệp quý vị tự hiểu nhé nên từ đây về sau chúng ta đừng nghe tới nghiệp là mình sợ tại vì nghiệp có hai chủng loại nghiệp mà đúng không ạ thiện nghiệp có sợ không hôm nay mình ngồi đây mình nghe pháp có gọi là nghiệp không là nghiệp đấy nhưng nghiệp gì nghiệp lành nghiệp nghiệp thiện nhưng mà ngày ra ngoài kia mình gặp người này mình chửi họ mình xúc phạm họ cũng là nghiệp đó nhưng nó ác nghiệp hay thiện nghiệp ác nghiệp nên nếu ai có hỏi nghiệp là gì quý vị tự trả lời dùng cái tành nhé nghiệp là tổng hợp các hành động việc làm lời nói ý nghĩ thiện hoặc là bất thiện và chính những cái điều này nó sẽ quyết định số phận của chúng ta trong hiện tại và số phận của chúng ta trong tương lai đồng ý không ký Phật tử. Nên tin hiểu nhân quả nghiệp báo thì không chỉ là sự thừa nhận về mặt lý thuyết mà chúng ta cần phải áp dụng trong đời sống của mình. Áp dụng như thế nào? Từ đây về sau trước khi làm điều gì hãy dùng cái lăng kính nhân quả nghiệp báo soi cho kỹ rồi hãy làm. Soi như thế nào? Trước khi làm điều gì trước khi nói điều gì chúng ta xem lại dùng cái lăng kính nhân quả nghiệp báo để xét sao cái lời nói hành động việc làm này nó có mang lại lợi ích an vui cho mình và cho người hay không nếu có thì làm còn trước khi làm điều gì nói điều gì hành động điều gì mà dùng cái lăng kính nhân quả nghiệp báo nó soi vào mà thấy ô làm điều này là gây ra tổn thương cho người khác gây cho thiệt hại cho chúng sinh rồi cuối cùng mình lại nhận những sự tổn thương và thiệt hại đó mình có làm không quý phật tử không nên khi hiểu nhân quả nghiệp báo rồi thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ thiết lập xây dựng được một cuộc sống đạo đức tránh xa các điều ác xuyên làm các điều điều lành và giữ tâm ý thanh tịnh đồng ý không ạ à? đó là yếu tố đầu tiên nhé để chúng ta xây dựng và thiết lập được chánh kiến là phải tin và hiểu được nhân quả nghiệp báo. Điều số 2 đó là phải tin sâu vào bốn thánh đế hay còn gọi là tứ diệu đế đó quý Phật tử. Bốn thánh đế gồm gì quý Phật tử? Gồm gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rõ ràng đúng không ạ? là đệ tử Phật phải nắm chắc cái này dùng khải thành. Bây giờ tu bao nhiêu lâu, tu pháp môn nào cũng tốt cả quý Phật tử ạ. Mỗi người một căn cơ, một trình độ, một nhân duyên, đúng không ạ? Tịnh độ cũng tốt, thiền cũng tốt, mật tông cũng tốt, nam tông nguyên thủy cũng tốt, bắc tông đại thừa cũng tốt. Nhưng hỏi về tứ diệu đế là phải nắm cho chắc và phải đi trên con đường tứ diệu đế bác chánh đạo. Nên Muốn thiết lập xây dựng và nêu cao được chánh kiến là phải hiểu rõ về tứ thánh đế bao gồm khổ đế tập đế diệt đế đạo đế. Hôm nay chúng ta không phân tích hết được đâu. Nếu mà phân tích hết thì chúng ta phải học bài này ít nhất là phải mười mấy bài, một bài mình phải học đến 90 phút chắc chắn một lúc nào đó chúng ta học thật là kỹ. Hôm nay chúng ta phân tích ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu thôi để lấy đó làm nền tảng để mình mình học tiếp được không quý Phật tử. Được không? Đầu tiên khổ đế đó là gì? Đó là sự thật về sự khổ trong cuộc sống này. Nếu nói về cái phương diện khổ về tâm lý thì có ba phương diện khổ về tâm lý. Đó là khổ khổ, đó là hoại khổ, đó là hành khổ. Nếu nói tổng quan về sự khổ là có 8 loại khổ sau đây. Một sinh, lão, bệnh, tử, ái, biệt ly, oán, tăng hội, cầu bất đắc và ngủ ấm xí thành khổ. Nếu mình học kỹ đó, mình sẽ phân tích thế nào là hoại khổ, thế nào là hành khổ. Đúng không ạ? Thế nào là khổ khổ. Vì sao sinh là khổ Vì sao lão là khổ Vì sao bệnh là khổ Vì sao tử là khổ Vì sao ái biệt ly là khổ Vì sao oán tăng hội là khổ Vì sao cầu bất đắc là khổ Và vì sao ngủ ấm xí thành là khổ Mỗi cái khổ như vậy Học ít nhất là 30 phút nữa Nên bây giờ mình liệt kê thôi nhé Chứ nếu mà dạng hết 8 cái khổ này đó Xin thưa đến chủ nhật Mới hết đài được thì các ta nhắc lại khổ đế là sự thật về đúc kha là sự khổ trong cuộc sống này nói về khổ tâm lý thì có mấy loại ba khổ khổ hoại khổ hành khổ nói về cái căn bản của khổ gồm có tám sinh lão bệnh tử ái biệt ly oán tăng hội cầu bất đắc và ngủ ấm xí thành khổ phải nắm chắc những điều này và biết được rằng bản chất của cuộc đời này là là khổ được không quý Phật tử được không và cái khổ của cuộc đời này có phải do ai trên cao một vị thần linh một vị thượng đế nào đó quyết định người này khổ người kia khổ cuộc đời này khổ phải không ạ à? không mà mình phải đến với với cái gì với cái thánh đế số 2 đó là nguyên nhân vì sao khổ nguyên nhân vì sao khổ thì Đức Phật nói rất rõ ràng trong tập đế, nguyên nhân của khổ đó là do tham ái và vô minh. Tham ái là gì? Vô minh là gì? Vì sao tham ái và vô minh lại gây ra đau khổ? Lại học thêm hai bài, một bài 90 phút nữa. Một dịp khác chúng ta sẽ nói tiếp được không quý Phật tử? Được không? <laughs> Chứ bây giờ mà đụng đâu nói đó là không có thời gian đâu quý Phật tử nên các thầy nói bài này là chúng ta tổng hợp những điều chúng ta đã học trong năm vừa qua và để mở ra những điều cần phải học tiếp theo vào những năm năm tiếp như vậy tiếp tục thánh đế thứ ba đó là gì quý Phật tử đó là dịp đế phải hiểu cái đoạn này này quý Phật tử Chứ nếu chúng ta chỉ dừng lại À cuộc đời là đau khổ Nước mắt chúng sinh là nhiều hơn nước biển trong đại dương Và nguyên nhân tại vì chúng sinh nhiều tham ái nó Nhiều đau khổ quá Mình nói tới đây Một số người họ ngộ nhận Họ nói trời ơi nhắc tới đạo Phật là yếm thế Toàn thấy khổ không à Cái gì cũng khổ Sinh lão bệnh tử oan tăng hội ai biệt ly cầu bất đắc ngủ âm di si, tình khổ Rồi khổ khổ hoài khổ hành khổ Nghe đạo Phật sợ quá nhưng xin thưa Đức Phật không chỉ nói đến khổ, nguyên nhân của khổ Giáo lý của Đạo Phật cũng không chỉ nói tới khổ và nguyên nhân của khổ Mà cái số 3 Đức Phật nói có một cái trạng thái Chấm dứt hoàn toàn đau khổ Không còn đau khổ nữa Không còn phiền não buộc ràng nữa Được gọi là Nibbana Hay còn gọi là nít bang. Và Đức Phật là nói tiếp tục trong tứ thánh đế số 4 đó là gì ạ? Đạo đế biết là cuộc đời là bể khổ đấy. Biết được vô minh và tha mái là nguyên nhân của khổ đau đó. Nhưng vẫn có một con đường tu tập dẫn đến chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Đó chính là bác chánh đạo được không quý Phật tử? Được không? Nên đạo Phật có yếm thế, có bi lụy không quý Phật tử? Không, mà đạo Phật chỉ rõ có cái khổ, nguyên nhân của khổ Nhưng vẫn có cách để chấm dứt hoàn toàn đau khổ Và vẫn có cái trạng thái chấm dứt hoàn toàn đau khổ Đó là Nibbana, là Nibbana Nói dụ, có người già bị cái tâm lý là sợ bệnh Sợ đi khám, có không quý Phật tử? có ví dụ bố mẹ cái tên đó mẹ thì dễ khuyên đi lắm còn bố cái tên khuyên quá không chịu đi khám bệnh tại vì sao tại vì nghĩ vào khám nó loại bệnh không không khám nó cũng có bệnh mà quý phật tử đâu phải vào bệnh viện rồi bắt đầu họ đo huyết áp của mình rồi họ đưa các xét nghiệm rồi bệnh mình mới có đâu không phải mà ngay trong cơ thể của mình có bệnh không có mà đúng không ạ à? Thì cũng vậy thôi Cuộc sống này bản chất của nó là như vậy Dù Đức Phật có không nói đi chăng nữa Thì bản chất cuộc đời vẫn là gì? Vẫn khổ đau mà Nhưng ở đây Đức Phật chỉ rõ cái khổ đau đó Bản chất của khổ đau đó Nguyên nhân của khổ đau đó Và Ngài lại kê toa để có những cái phương thuốc Để chữa lành những khổ đau đó thì Giống như mình đang có sức khỏe có vấn đề Mình không đi khám thì cơ thể của mình có tự hóa giải được không? Không, đúng không ạ? Nên mình vào bệnh viện không phải là vào rồi mới lòi ra bệnh Mà nhờ những cái công nghệ để chúng ta phát hiện ra bệnh Và quan trọng là biết nguyên nhân vì sao bệnh Có thể là do cái sinh hoạt của mình này Có thể do vấn đề ăn uống của mình này Hoặc là có vấn đề là do gen di truyền này Hoặc là do môi trường sống, đúng không ạ? Thì khi họ phát hiện ra cái bệnh rồi Họ tìm được nguyên nhân vì sao bệnh Và cho chúng ta cái phương thuốc chữa bệnh Vậy vào khám bệnh không phải là loài bệnh Vào khám bệnh không phải là tiêu cực Mà để phát hiện ra bệnh Chấp nhận mình bị bệnh Và chấp nhận cái phương án Cái cái phát đồ điều trị để mình hết bệnh Đạo Phật cũng vậy thôi Đạo Phật không phải bi quan Mà Đạo Phật chỉ rõ Cái đau khổ Bản chất của khổ Nguyên nhân của khổ trạng thái chấm dứt đau khổ và con đường chấm dứt đau khổ nên mình là đệ tử Phật hơn ai hết phải nắm chắc về tứ thánh đế tứ diệu đế được không quý Phật tử được không nên khi mình có cái sự hiểu biết có niềm tin sâu sắc vào bốn thánh đế rồi thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ thứ nhất bản chất của sự khổ hai nguồn gốc của của sự khổ ba con đường giải thoát khỏi khổ đau và xin thưa quý phật tử đây không chỉ là sự hiểu biết mà đây còn là phương pháp thực hành là kim chỉ nam trong sự tu tập để vượt thoát khỏi luân hồi sinh tử khổ đau được không quý phật tử <laughs> chánh kiến số 3 chúng ta cần phải thiết lập và xây dựng được đó là thấy rõ được tính duyên khởi vô thường vô ngã của vạn pháp ba yếu tố này đi chung tại bổ sung cho nhau giải thích cho nhau các ta nhắc lại nha điều số 3 chúng ta cần phải thiết lập được chánh kiến đó là thấy rõ được thực tính duyên khởi vô thường vô ngã hai cái đầu này số 1 là gì nhân quả nghiệp báo số 2 tứ thánh đế bây giờ số 3 Duyên khởi vô thường vô ngã Bây giờ phân tích nhé Cái bài này cái thành sẽ quay lại Ở đây á, cái thành sẽ gửi cho một số cái vết tự cái thành biết thôi Sau đó cái vết tự nhớ là đưa lên nhóm hoặc đưa lên cái trang của chùa cho mọi người nghe nhé Ví dụ như là y báo và chánh báo một bài giảng cực kỳ quan trọng giảng ở đạo trang này Nghe ở đây không có ghi chép nhớ được một phần mười thôi Về nhà ngủ giấc không nhớ gì hết có đấy, nên đây cái tình thấy có một số cụ là viết rất là ổn là vậy đó. Rồi cái bài tám pháp hy hữu ở đời cũng giảng ở đây đúng không ạ? À? Nghe bây giờ cái tựa đề nhớ mà trong cái tựa đề ông thầy giảng cái gì chưa chắc nhớ đâu. Nên hy vọng khi nào mà quay xong bài này, dựng xong bài này gửi quý Phật tự nhớ xem đi xem lại thật kỹ và phải có thói quen đi nghe pháp, đi học pháp, phải có một cuốn vở ghi lại hôm nay ngày nào, tháng nào, thầy nào giảng đề ta gì, có những ý chính gì. Thì khi mình nghe, mình đối chiếu, mình nhớ lâu, nhớ kỹ và ứng dụng thực hành được Đồng ý không ký Phật tử? Đồng ý không? Nên cái tên đã soạn xong khoảng 5 chục bài Phật Pháp nâng cao rồi Tại cái tên đã giảng xong hai chục bài về Phật Pháp căn bản rồi là Tiếp theo cái tên sẽ giảng khoảng 50 chục bài Phật Pháp nâng cao nữa Và trong lần này giảng, một cái tên sẽ soạn Bubble Boy Hai cái tên sẽ giảng trên bảng phấn đó Ghi hình lại để khi mọi người vừa nghe Vừa trực quan sinh động và vừa có thể viết được Còn giảng ở đây thì không thể đứng trên một cái bục Rồi có thể viết phấn được quý Phật tử Nên rất mong quý Phật tử ngồi ở nhà Mình nghe Pháp phải hết sức là tinh tế và khoa học nhé Nghe viết lại từng ý một Không cần viết hết những lời cái ta nói Nhưng viết những ý chính Ví dụ nãy giờ chúng ta sẽ viết được những ý sau đây toàn bộ nền tảng giáo pháp của Thế Tôn truyền dạy lại đó chính là bát chánh đạo gạch đầu dòng đầu tiên gạch đầu dòng thứ hai trong đó chánh kiến là chi phần đầu tiên căn bản nhất quan trọng nhất là cửa ngõ dẫn chúng ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ gạch đầu dòng tiếp theo một nhỏ chánh kiến là gì gạch đầu dòng đầu tiên Chánh kiến là chi phần đầu tiên nằm trong Bát Chánh Đạo. Chánh kiến là một yếu tố cực kỳ quan trọng là kim chỉ nam của sự tu tập được xem là bản đồ của sự tu tập. Gạch đầu dòng số 3. Và để thiết lập được nêu cao được chánh kiến thì chúng ta cần phải xác định được những điều sau đây. 1.1 Đó là thấy biết tin sâu về nhân quả nghiệp báo. 1.2 đó là gì à? Hiểu sâu về tứ thánh đế và bây giờ là 1. mấy rồi. 1.3 thấy rõ được thực tính duyên khởi, vô thường và vô ngã của vạn pháp được không quý Phật tử? Được không? Khi nghe pháp phải có quịnh vợ quý Phật tử ạ, à, viết lại. Nhớ lâu nhớ kỹ. Không tin, xíu ra ngoài xe, chưa cần lên nhà, tao mới leo lên chiếc xe nó chạy về tới nhà mất nửa bài bỏ đôi dép uống ly nước cái nó tuột vô bụng rồi ngủ giấc nữa không còn cái gì nữa rồi tháng sau gặp lại tháng sau tháng sau gặp lại rồi hỏi tháng trước mình học cái gì con nhớ cái gì mà kiến kiến chánh chánh nó thầy ạ à? không nhớ gì cả tại vì mình nghe mà mình không có tư duy nghe không có ghi chép nên hy vọng bây giờ lỡ rồi chỉ có vài cụ cầm cầm bút và viết thôi còn lại chúng ta lần sau nghe lại bài này trên mạng và phải ghi chép lại được không quý phật tử được nha Chúng ta đến với mục số 3 Đó là thấy rõ thực tính duyên khởi vô thường Vô ngã của vạn pháp Đầu tiên đó là duyên khởi Đây là một giáo lý cực kỳ quan trọng Quý Phật tử Cực kỳ quan trọng Và nhờ cái giáo lý này Mà Ngài a sa di Đã đổ cho Ngài Xá Lợi Phất Và Ngài Mục Kiền Liên Chứng được sơ quả tu đà hòa. Lần đầu tiên khi gặp Ngài Asaji Ngài Xá Lợi Phất thấy là một người sa môn oai nghi đỉnh đạt. Thì Ngài đã đảnh lễ và hỏi Ngài tu học với ai? Thầy của Ngài là ai? Và thầy của Ngài đã dạy điều gì cho thầy? Thì Ngài Asaji mới nói đúng một bài kệ thôi. Vạn Pháp do duyên sinh, duyên diệt vạn Pháp diệt. Thầy ta Đại Sa Môn đã tuyên thuyết như vậy Ngay lập tức với một bài kể duy nhất đầu tiên đấy thôi Ngài Xá Lệ phất chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng Còn mình nghe Thiên Kinh Vạn Quyển Bây giờ chưa Tu Đà Hoàng đâu Bây giờ Tu đà Hoàng là mừng rồi Chứ đừng nói Tu Đà Hoàng Đúng không ạ? Nên khi mà mình nắm được cái yếu tố mà duyên sinh này Nó là vô số những vấn đề sẽ mở ra Bây giờ chúng ta sẽ phân tích nhé. Duyên khởi, duyên sinh. Duyên khởi là gì? Tất cả các pháp hay còn gọi là vạn pháp đều do duyên sinh. Không có bất cứ cái gì có thể tồn tại độc lập được. Sự tồn tại của một pháp là do sự kết hợp của các duyên khác nhau. Ví dụ, hôm nay chúng ta có một buổi giảng pháp như vậy. Không thể một mình Khải thân tạo ra buổi giảng pháp này được. Không thể có bất cứ riêng lẻ một ai ở đây tạo ra buổi giảng pháp được mà có vô số những nhân duyên. Thứ nhất, được sự thương tưởng và tạo điều kiện của chư Tôn Thiền đức, đúng không ạ? Thứ hai, nhờ sự tạo điều kiện của ni sư trụ trì. Số ba, có được sự nhiệt tâm của quý Phật tử về đây. Đúng không ạ? thứ tư khải Tân cũng sắp xếp thời gian về đây để mà mà dạng rồi âm thanh kỹ thuật ánh sáng quạt micro cái ghế chúng ta ngồi cái mái chùa để mà xây dựng lên tất cả những yếu tố đó đều là duyên và từng yếu tố nhỏ cũng là nhiều yếu tố nhỏ khác nữa tạo nên ví dụ cái micro này mình nói là nhờ cái micro này mới dạng nó là một duyên đúng không nhưng cái duyên của micro này là vô số những yếu tố khác để tạo thành cái micro này đúng ạ từ vi mạch bên trong rồi từ những cái yếu tố bên ngoài rồi nhà sản xuất rồi thương hiệu rồi mua rồi có mặt ở đây nhiều lắm chúng ta cũng vậy chúng ta có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên có cha sinh có mẹ đẻ có sự trưởng thành lớn lên có duyên với phật pháp với ngồi đây mà nãy giờ chúng ta ngồi đây nhưng cái dòng người xuôi ngược bên ngoài vẫn đi qua đi lại đấy Thậm chí có một số người ngồi đây chút xíu nghe hỏng nổi đi ra ngoài rồi Nhưng mình vẫn ngồi đây Có phải là duyên không quý Phật tử? Có Nên dù chỉ là một một ly nước nhỏ bé Dù chỉ là một cành hoa đang cắm ở đây Một cái ghế chúng ta ngồi, cái áo chúng ta mặc Cái kính chúng ta đeo hoặc là chúng ta đang hiện diện ở đây rồi tất cả mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, tất cả các pháp. Xin thưa quý Phật tử, không có cái gì có thể tồn tại độc lập. Mà nó luôn luôn có sự kết hợp các nhân duyên với nhau. Được không quý Phật tử? Được không? Nên cái tình nhắc lại nhé. Duyên khởi là gì? Tất cả các pháp đều do duyên không thể tồn tại độc lập được và sự tồn tại của các pháp đều là do sự kết hợp của nhiều yếu tố nhiều duyên khác nhau. Nhớ điều đó. Số 2, chúng ta phải thấy rõ thực tính của vô thường. Vô thường là gì quý Phật tử? Vô thường là tất cả các pháp đều biến đổi. Vô thường có nghĩa là biến đổi nha quý Phật tử. Mình có vô thường không? Có. Mình đừng nghĩ là sống chết là vô thường. Đúng là sống chết là vô thường Nhưng vô thường còn nhiều nữa Ví dụ nãy giờ 7 giờ 30 Chúng ta nghe giảng Đúng không ạ? Là tinh thần háo hức lắm Nhưng bây giờ 8 giờ 30 Thấy mệt rồi đấy Lưng mỏi rồi Nghe hơi ơi ù tai rồi đó Rồi ban đầu nghe giảng còn hiểu Bây giờ nhiều yếu tố quá Hơi khó hiểu rồi đó Có không? Có đấy Có luôn hả? <laughs> rồi ban đầu Bây giờ thậm chí bây giờ có một số người tâm vẫn thiết nghe dạng Nhưng bắt đầu cái lưng nó nhõn nhẹo rồi Có không? Có Vô thường thấy rõ không? Có Cái hoa này mình nhìn không nhìn thấy kỹ thôi Thực chất lúc mà bữa trưa nó tươi nhé Bây giờ nó héo dần rồi đó Có không quý Phật tử? Đầu ngày mình bắt đầu một ngày mới Bây giờ đã 8 giờ rưỡi rồi Bây giờ sức khỏe mình khác không? Khác Một người 20 tuổi và một người 25 tuổi khác không? có và thậm chí đầu ngày cuối ngày đã khác, thậm chí từ phút này qua phút khác đã khác rồi. Nên tất cả mọi sự vật, sự việc, hiện tượng hay còn gọi là tất cả vạn pháp đều biến đổi. Không có gì có thể tồn tại vĩnh viễn được. Và khi nhận thức được vô thường sẽ giúp cho chúng ta không chấp trước vào bất cứ điều gì không đắm chìm vào ảo tưởng về sự vĩnh hằng và chấp nhận mọi thứ đến đi được mất vinh nhục khen chê thành bại đến với mình được không quý phật tử được không số ba chúng ta phải thấy rõ thực tính về vô vô ngã vô ngã là gì tức là không có cái ta cố định không có bản ngã thực sự và thực tính của vạn pháp là rỗng không, thực tính của vạn pháp là gì? không có thực chất, chỉ là yếu tố duyên kết hợp với nhau tạo nên mà thôi. nên chúng ta không có cái tôi đâu. Nhưng mà tạm thời đặt cô này là tên liên, đặc chú này là tên hùng ví dụ vậy, để phân biệt thôi. còn để mà nhìn sâu và thực chất đó, chúng ta chỉ là một một nhóm gồm năm yếu tố tạo thành. Yếu tố gì quý Phật tử? Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Năm yếu tố này là năm cái cụm duyên căn bản Và mỗi cái cái cụm là có nhiều duyên khác tạo nên Ví dụ dễ hiểu hơn nha Để cái tình đưa ra một ví dụ cho quý Phật tử khỏi bị trừu tượng hóa Ví dụ như là chúng ta có một chiếc xe máy đúng không ạ? Mình gọi tạm gọi nó là chiếc xe máy nhưng bây giờ thử nhé Mình rã ra Tâm xe ra Lốp xe ra Ruột xe ra Cổ xe ra Đồ rã hết ra khoảng 4 năm chục cái phụ tùng Nó nằm một đống phụ tùng đó Thì trong cái phụ tùng Cái đống phụ tùng đó Mình có gọi đây là chiếc xe không? Không Một đống sắt Một đống phụ tùng Gọi là duyên đó rồi nhiều cái đống phụ tùng đó Cái đống phụ tùng đó Mình ráp lại với nhau một cách hợp lý Thì để đặt cho nó một cái tên để phân biệt đây không phải là xe đạp. Đây không phải là xe lưu, đây không phải là xe hơi mà đây là xe máy nên đặt tạm thời đây là xe máy. Nhưng thực chất đó chỉ là một đống phụ tùng lắp ghép lại với nhau mà thôi. Nên không có một bản ngã thật mà tất cả đều là rỗng không. Mình cũng vậy thôi mình là có mấy yếu tố này sắc này thọ này tưởng này hình là thức đúng không nó ráp lại với nhau nó tạo nên mình và để phân biệt đây là nam đây là nữ đây là cô này đây là chú kia nên mới có một cái tên nhưng mà do chúng ta chấp chấp đây là tôi rồi từ chấp đây là tôi nó trở thành đây là của tôi cái áo tôi mặc này của tôi cái nhà tôi ở cái xe tôi đi và chính do mình chấp tôi và của tôi thế là chúng ta cứ mãi mãi ảo tưởng về cuộc đời này ảo tưởng về có một cái tôi có thật Rồi cứ vung đắp cho cái tôi này Bồi bổ cho cái tôi này Làm cho bản ngã chúng ta càng ngày càng lớn Mà bản ngã lớn thì không bao giờ có thể giải thoát và giác ngộ được Được không quý Phật tử Được không? Vô ngã tức là không có cái ta Không có cái tôi cố định Không có bản ngã Thực sự mà thực tính của vạn pháp là rộng không Không có thực chất Và khi chúng ta hiểu rõ về Duyên khởi vô thường vô ngã thì sẽ giúp cho chúng ta phá tan được chấp trước vào cái ta cái của ta và khi mà cái ta cái của ta đó đã bị bứng gốc đã bị phá tan rồi thì xin thưa quý vị tử con phiền não con khổ đau không ạ à? không mà con đường giải thoát giác ngộ sẽ thênh thang với chúng ta mình tồn tại ở đây Hãy xem cái thân này Cái tâm này là phương tiện thôi Sử dụng cái thân cái tâm này để làm gì quý Phật tử? À để tu, để học Để tìm ra cái bài học giải thoát giác ngộ của cuộc đời Chứ đừng chấp đây là thân, đây là tâm của tôi Rồi mình lại có những cái suy nghĩ, có những cái việc làm không đúng Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý nhé mấy điều chúng ta cần phải làm để thiết lập được chánh kiến rồi Đó, chưa ra khỏi cổng là quên rồi đừng nói lên lên xe mấy cái ba số một là gì hiểu tin về nhân quả nghiệp báo số hai tin hiểu về tứ thánh đế số ba thấy rõ được thực tính của duyên khởi vô thường vô ngã được không? Bây giờ cái thứ tư Cái thứ tư là chúng ta phải xác quyết được Giới định tuệ Được xem là cốt tủy Của mọi pháp hành Nhân nhân danh Đức Phật Tức là tu pháp môn gì họ không biết Nhưng mà nói pháp môn này Do Đức Phật dạy Pháp môn này do Đức Phật để lại Thì đừng vội tin Đừng vội tin Mà mình phải nhìn trong cái pháp môn đó cái pháp học cái pháp hành của pháp môn đó có đầy đủ giới định tuệ hay không cũng là niệm phật mà niệm phật có giới định tuệ mới đúng lời đức phật dạy cũng là mạch tông nhưng trong mật tông đó có đầy đủ cốt tuệ giới định tuệ là lời Phật dạy. Nam tông hay bắc tông nhưng nhìn vào sâu trong bản chất có giới, có định, có tuệ mới đúng lời Đức Phật dạy. Nên mẫu mã hình thức bên ngoài đừng vội tin mà mình phải nhìn thấy được bản chất của của vấn đề, đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nên tu gì thì tu không thể ngoài được giới, định và, và tuệ. Vậy giới là gì? Định là gì? Tuệ là gì? Giới là gì? Định là gì? Tuệ là gì? Xin thưa, giới là nền tảng của đạo đức và khi giữ gìn giới luật sẽ giúp cho chúng ta làm gì kiểm soát được hành động kiểm soát được lời nói và tạo điều kiện cho sự an tịnh tâm hồn cái tần nhắc lại định nghĩa giới nhé giới là si la đó quý phật tử ạ giới là nền tảng của đạo đức và cái vấn đề chúng ta giữ gìn giới luật giúp chúng ta kiểm soát được gì hành động Giúp chúng ta kiểm soát được gì? Lời nói và tạo điều kiện cho sự an tịnh tâm hồn Được không quý Phật tử? Được nha Định là gì? Định là gì? Định là sự tập trung Là tâm định tĩnh Và chính cái sự tập trung này Chính cái tâm định tĩnh này Sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được gì? Suy nghĩ cảm xúc và đạt được sự bình an của tâm hồn chúng ta phân tích ba cái rồi quay trở lại thấy cái mối liên đới của ba cái nhé Đây ta nhắc lại này định là sự tập trung là tâm định tịnh giúp chúng ta kiểm soát được gì kiểm soát được gì suy nghĩ cảm xúc để đạt được sự bình an của nỗi nội tâm tuệ là gì Quý vị tự thấy rằng tu bao nhiêu năm bây giờ Tam vô là học giới điện tuệ không nắm Là trạch đường dây rồi Tuệ là gì? Tuệ là trí tuệ Trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết Về bản chất thực sự Của vạn pháp Từ đó giải thoát khỏi Mọi khổ đau buộc ra Nhắc lại nha Tuệ là trí trí tuệ trí tuệ là gì là hiểu biết về bản chất thực sự của bản pháp trước đó cũng là bông hoa nhưng mình biết nó là bông hoa nhưng không biết bản chất của bông hoa là gì bây giờ biết rồi bản chất của bông hoa là gì là do duyên khởi do nhiều yếu tố mới tạo thành cái bông hoa này có cái hạt giống có cái mảnh đất có người gieo trồng có người chăm sóc đúng không ạ à? rồi có người thu hoạch rồi có người mua có người bán có người mua có người cắm thì bông hoa nó mới nằm ở đây và bản chất của những bông hoa này có nhiều yếu tố tạo thành Và khi những yếu tố này còn Thì bông hoa này còn Nhưng khi những yếu tố này không còn nữa Thì bông hoa không còn là bông hoa nữa Mình cũng vậy thôi Có mặt ở đây có cha sinh có mẹ đẻ Đúng không quý Phật tử Rồi dần dần lớn lên Nhưng khi thọ mạng chúng ta hết Cuộc sống chúng ta chấm dứt Tức là những cái duyên để tạo nên chúng ta Trong kiếp sống này không còn nữa Thì chúng ta sẽ chuyển sang một kiếp sống mới Và kiếp sống đó lại có những nhiều nhân duyên mới tạo nên chúng ta. Nếu không có trí tuệ, mình có thấy được không quý Phật tử? Không, mình chỉ thấy người này, người kia nhưng không thấy được bản chất. Nên mọi sự vật, sự việc, con người, tất cả các cõi giới, tất cả các pháp trong cuộc sống này nhờ vào tuệ mình mới hiểu biết được bản chất sự thật của vạn pháp Từ đó mình mới có thể giải thoát được mọi khổ đau được không quý Phật tử? được không? nên nếu giới là nền tảng của đạo đức giúp chúng ta khi mà mình giữ giới đó thì giúp cho chúng ta kiểm soát được lời nói và hành động thì định sẽ giúp chúng ta kiểm soát được suy nghĩ và cảm cảm xúc và khi lời nói này, hành động này, suy nghĩ này, cảm xúc của mình được được tạo cái nền tảng tốt thì chắc chắn rồi tâm hồn chúng ta sẽ an tịnh tâm hồn chúng ta sẽ bính, bình an. Và nhờ có cái tuệ, trí tuệ thấy rõ được bản chất của tất cả các Pháp thì xin thưa lúc đó giải thoát giác ngộ là ở đây và bây giờ, chứ không phải ở đâu xa cả. Được không quý Phật tử? Được không? Vậy câu hỏi trong phần giới định tuệ này, xin hỏi quý Phật tử, giới định tuệ ba yếu tố này, cái nào tu trước, cái nào tu sau? cái nào tu trước cái nào tu sau ai nói giới tu trước dơ tay ai nói định tu trước dơ tay ai nói tuệ tu trước dơ tay rồi sao một số người không dơ tay chờ đáp án khác hả hỏi lại nha ai nói là giới phải tu trước dơ tay rồi đa số nha cảm ơn cái vị tự ai nói là định phải tu trước dơ tay một người hai người lẽ loi quá ha anh à, nói tuệ tu trước đâu giơ tay một người hai người à đỡ đỡ hơn chút xíu bây giờ chúng ta đến với đáp án cho một tràng pháo tay đến với đáp án nha đáp án là giới định tuệ là ba yếu tố không thể thiếu trong sự tu tập đúng không ạ à? và khi tu phải tu tập song hành không có trước không có sau Một số người không giơ tay là cũng mỉm cười ha. Biết là vẫn có khả năng có một đáp án khác nhưng đáp án đó là gì không biết. Nhưng bây giờ nghe tuyên bố đáp án là vỗ tay để nghĩ mình có đáp án đó. <laughs> Chúng ta nhắc lại nè. Giới định tuệ là ba yếu tố không thể thiếu được trong sự tu tập. Mà khi tu tập thì không được cái này trước Không được cái kia sau Mà tu ba cái đều phải sống Song hành Tại vì sao giới giúp cho mình bảo vệ được định. Định là nền tảng phát sinh được tuệ và tuệ là ánh sáng dẫn dắt toàn bộ quá trình tu tập. Không có giới thì không có định, không có định thì không có tuệ, nhưng không có tuệ cũng không có định và không có định cũng không có giới. Nên khi tu là mình phải kiểm soát cả lời nói, hành động, việc làm, cảm xúc, suy nghĩ và phát huy trí tuệ của mình thì mới tạo thành nền tảng. Nên khi mình viết không phải là viết giới, gạch ngang định, gạch ngang tuệ. Cũng không phải là ghi giới rồi xuống là định là tuệ. Mà chúng ta nếu viết đó là giới, định, tuệ, ba định của một tam giác luôn luôn phải song hành với nhau, hỗ trợ với nhau, tương ứng với nhau, tạo nền tảng cho nhau. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Và xin hỏi cái Phật tử, giới giúp chúng ta bảo vệ định, định nền tảng phát sinh tuệ. Tuệ là ánh sáng dẫn dắt toàn bộ quá trình tu tập. Thì khi mình có được điều này rồi, thì xin thưa mình hành bất kỳ pháp môn nào, đúng không ạ? À? Thì đó cũng đều là lời của Đức Phật, Phật dạy nha và đã lời của đức Phật dạy có đầy đủ cốt tuệ, giới định tuệ rồi thì xin thưa quý Phật tử chúng ta còn rơi vào ta kiến còn rơi vào liệt lạc không ạ? À? Hoàn toàn không. Lúc đó con đường tu của chúng ta thiên thang đạo lộ giải thoát giác ngộ an lạc được không quý Phật tử? Được không? Một điều số năm nữa chúng ta nói luôn nhé để trả lời xong câu 1 đó là thế nào là chánh kiến nãy giờ có bốn ý trả lời thế nào là chánh kiến rồi nhé ôn lại số một tin hiểu về nhân quả nghiệp báo số hai tin hiểu về tứ tánh đế khổ khổ đế tập đế đạo đế diệt đế số ba à, biết được cái thuộc tính về gì duyên sinh vô thường và gì vô ngã thứ tư mới nói xong tức thì tam vô lậu học cốt tủy của sự tu tập đó là giới là định là tuệ bây giờ cái số 5 đó là gì những phương pháp tu tập lưu ý tổng kết lại này những phương pháp tu tập nào mà xa rời những điểm then chốt vừa mới nêu ở mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 thì chắc chắn đó là tà kiến, đó là phi chánh pháp tu gì thì tu mà không tin không hiểu luật nhân quả là ta kiến rồi đấy tu gì thì tu pháp môn nào thì pháp môn nhưng ta vô là học giới định tuệ không biết tứ diệu đế là gì không hay không biết được thực tính của vạn pháp là duyên sinh là vô thường là vô ngã chắc chắn một điều người này không có chánh kiến trong sự tu tập mà đã không có chánh kiến trong sự tu tập Tức là cái căn bản đầu tiên Cái nền tảng đầu tiên không chắc Thì chắc chắn người này dễ dàng rơi vào gì quý bác tử? Tà kiến Mà tà kiến sẽ là những nhận thức sai lầm Những phương pháp tu tập Không đúng Không dựa trên nền tảng của chánh pháp thì Chắc chắn rồi dẫn đến sự lệch lạc Và mình tu như vậy không chỉ làm tổn hại đến bản thân của mình mà còn gây ra rất nhiều những tổn thất và ảnh hưởng cho những người xung quanh. Nên bây giờ chúng ta thấy đó, trên mạng nhiều thông tin phức tạp lắm. Mặt đối mặt sống chung chưa chắc đã biết rõ sự thật. Đây mình nhìn trên mạng nghe tung hô người này tung hô người kia là bắt đầu mình cũng tung hô theo chưa bao giờ lấy bốn yếu tố nhân quả nghiệp báo tứ thánh đế duyên sinh vô thường vô ngã và gì và tam vô lậu học để soi tại sao không lấy cái lời đức phật dạy để xem người đó có đúng chánh kiến không còn bây giờ mình chỉ nhìn thôi rồi nghe một cách hơi hợp không biết cái phương pháp của họ hành trì như thế nào không thấy dấu hiệu của giới của định của tuệ thì xin thưa mình có vội vàng xem họ là thánh tung hô không quý vật tử đừng vội nhớ điều đó mà từ đây về sau tu phương pháp nào hoặc là đối trước một cái vấn đề nào đó hoặc một ai đó hoặc là bản thân tu tập của mình hãy lấy mấy yếu tố để soi lại chánh kiến của mình quý vật tử bốn yếu tố khai thành nhắc lại nha tin hiệu nhân quả nghiệp báo tin sâu vào bốn thánh đế thấy rõ được thực tính duyên khởi vô thường vô ngã của vạn pháp và phải xác định rằng giới định tuệ là cốt tủy của mọi pháp hành trong đạo phật được không quý phật tử được không nên hôm nay với cái bài pháp đó là với chủ đề thiết lập và phát triển chánh kiến chúng ta mới giải quyết được một vấn đề thôi đầu tiên chúng ta nói Rõ ràng bác chánh đạo là nền tảng của toàn bộ giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy. Trong đó chánh kiến là yếu tố đầu tiên cơ bản nhất vẫn là được xem là cửa ngõ dẫn dắt chúng ta trên đạo lộ tu tập giải thoát và và giác ngộ. Vì vậy vấn đề thiết lập nêu cao xây dựng được chánh kiến vô cùng quan trọng. Và để thiết lập được chánh kiến, nêu cao được chánh kiến, xây dựng được chánh kiến thì chúng ta cần phải tìm ra đáp án của hai câu hỏi. Câu hỏi số 1, chánh kiến là gì? Câu hỏi câu hỏi số 2, làm cách nào để có được chánh kiến? Thì hôm nay chúng ta mới nói câu hỏi số 1 thôi đúng không ạ? Chánh kiến là gì? Bốn yếu tố rõ ràng. Và để để có được chánh kiến một cách rốt ráo, làm cách nào để có được chánh kiến? Thì hẹn quý Phật và tử vào tháng sau bài giảng kế tiếp phần 2 được không khí Phật tử được nhé yeah.